Mời quý vị cùng đến với bản tin thời sự quốc tế của chúng tôi ngày hôm nay. Tư lệnh Ukraine thừa nhận chưa chặn được đà tiến của Nga. Tư lệnh Sisi thừa nhận tình hình ở mặt trận phía đông vẫn rất khó khăn, trái ngược với tuyên bố chặn đứng đà tiến của Nga được Tổng thống Zelensky đưa ra. Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Alexander Sisi ngày 13 tháng 3 cho biết ông đã tới thăm vị trí đóng quân của hai lữ đoàn Ukraine ở tỉnh Donetsk, thuộc miền đông, nơi tình hình đang ngày càng trở nên phức tạp với nguy cơ bị quân đội Nga thập sâu vào phòng tuyến. Về tổng thể, tình hình tác chiến ở mặt trận phía Đông còn rất khó khăn. Đối phương đang tiếp tục thực hiện các cuộc tấn công. Ông Siský viết trên Telegram: "Ông cho hay, hoạt động tác chiến của lực lượng Nga ở các mặt trận khác đã giảm đáng kể, nhiều khả năng là do hứng chịu thương vong lớn sau các đợt tiến công gần đây." Tư lệnh Ukraine đưa ra nhận định chỉ 2 ngày sau khi Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố quân đội Ukraine đã chặn đứng được đà tiến công của Nga ở mặt trận phía đông. Ông cũng nói rằng quân đội Ukraine đã cải thiện vị thế chiến lược trên chiến trường, bất chấp tình trạng khan hiếm vũ khí. Tình hình hiện nay tốt hơn nhiều so với những gì diễn ra suốt 3 tháng qua. Tổng thống Ukraine nhấn mạnh, sau cảnh báo cục diện có thể thay đổi nếu nguồn viện trợ quân sự từ phương Tây không được duy trì. Đây không phải là lần đầu tiên ông Zelensky và giới lãnh đạo quân sự Ukraine đưa ra các tuyên bố thiếu nhất quán về tình hình trên chiến trường. Hồi tháng 11 năm 2023, tư lệnh quân đội Ukraine khi đó là đại tướng Valery Zaluzhny cho biết chiến dịch phản công quy mô lớn của nước này đã rơi vào bế tắc, nhưng ông Zelensky sau đó bác bỏ khẳng định cuộc phản công của Kiev vẫn được duy trì. Bất đồng với chiến dịch phản công cùng với mâu thuẫn liên quan đến vấn đề tuyển quân được cho là nguyên nhân khiến tổng thống Zelensky cắt chức ông Zaluzhny hồi đầu tháng 2 và thay thế bằng tướng Zelensky. Ông Zelensky hôm ngày 7 tháng 3 thông báo bổ nhiệm ông Zaluzny làm đại sứ Ukraine tại Anh. Động thái mà nghị sĩ Ukraine Yevgeny Shevchenko đánh giá là sự nghỉ hưu chính trị của ông Zaluzny. Lực lượng Nga hồi giữa tháng 2 kiểm soát thành phố chiến lược Avdiivka ở tỉnh miền đông Donetsk đô sau khi quân đội Ukraine rút khỏi đô thị này nhằm bảo toàn mạng sống cho binh sĩ. Đây là thắng lợi lớn nhất mà quân đội Nga giành được kể từ khi chiếm thành phố Bakhmut hồi tháng 5 năm 2023. Giới chuyên gia nhận định việc áp dụng chiến thuật thiếu linh hoạt, sự thay đổi nhân sự trong giới lãnh đạo cấp cao của quân đội và tình trạng thiếu đạn dược là các nguyên nhân khiến Ukraine thất thủ ở Avdiivka. Tận dụng đà thắng, lực lượng Nga sau đó tiếp tục đẩy mạnh tấn công về hướng Tây và đã tuyên bố kiểm soát thêm một số ngôi làng. Mới nhất là làng Neveska hôm 12 tháng 3. Phát ngôn viên quân đội Ukraine Dmytro Likovy ngày 13 tháng 3 bác thông tin khẳng định không có căn cứ nào về việc Kiev đã mất kiểm soát làng Neveska. Nga đổi chiến thuật, đe dọa nghiêm trọng tới HIMARS, Patriots của Ukraine. Các lực lượng Nga đã tăng tốc tấn công sau khi phát hiện mục tiêu của đối phương, và đây là lý do khiến Ukraine mất nhiều hệ thống vũ khí tiên tiến do phương Tây sản xuất trong thời gian qua. Defense Express đưa tin các cuộc tấn công tầm xa của Nga nhằm vào các mục tiêu ở khu vực gần tiền tuyến ngày càng gây ra mối đe dọa lớn cho các hệ thống vũ khí tiên tiến của Ukraine. Điều này được thể hiện trực tiếp qua các cuộc tấn công liên tiếp của quân Nga thời gian qua trong đó tính hệ thống trong việc thực hiện các bước đã được thể hiện rõ ràng. Bộ Quốc phòng Nga gần đây đã công bố các video cho thấy họ nhằm mục tiêu chính xác vào các bệ phóng Patriot, hai tổ hợp HIMARS, hai trực thăng quân sự của Ukraine, khiến những vũ khí này nổ tung. Điểm chung của các vụ việc là các vũ khí mục tiêu đều đang hiện diện ở khu vực 40 km so với tiền tuyến khi bị tấn công. Đây là nơi Nga triển khai mạng lưới UAV chính xác dày đặc, thu thập thông tin tình báo chiến trường từ hàng chục km. Trong thời gian tới đây, Nga đã tỏ ra hiệu quả hơn trong việc xử lý thông tin tình báo. Khi chỉ mất vài phút sau khi UAV phát hiện mục tiêu, hỏa lực của Moscow đã khai hỏa, phá hủy chúng. Thời gian tấn công nhanh chóng và độ chính xác của vũ khí Nga khiến Ukraine liên tiếp mất các vũ khí quan trọng. Các mục tiêu bị tấn công khi chúng đang di chuyển hoặc tập trung để cơ động mà chưa có các biện pháp ngụy trang phù hợp. Điều này cho thấy Nga đang tận dụng thời điểm mà Ukraine sơ hở, vốn chỉ tính bằng phút, để gây ra thiệt hại khó bù đắp cho đối phương. Để làm được điều này, Nga đã triển khai hệ thống hỏa lực luôn trong tình trạng sẵn sàng khai hỏa và chỉ chờ tọa độ mà UAV gửi về là ngay lập tức tập kích. Thời gian xử lý thông tin được nâng cấp nhanh chóng hơn, khiến hiệu quả tăng mạnh mẽ. Điều này cũng cho thấy Ukraine chưa có biện pháp thích hợp để đối phó với cơ chế tấn công chính xác mà Nga đang áp dụng. Việc Ukraine đưa các hệ thống vũ khí hiện đại ra gần tiền tuyến là điều không thể tránh khỏi nhằm ngăn đạt tiến của Nga ví dụ Ukraine dùng HIMARS để tấn công vào kho vũ khí, tuyến tiếp tế hậu cần của đối phương, hoặc tổ hợp Patriot được xem là khắc tinh của các tiêm kích Nga ném bom lượn thông minh, loại vũ khí khiến nhiều binh sĩ Ukraine xem là đáng sợ nhất. Tuy nhiên, giới quan sát Ukraine cho rằng Kiev cần phải có các biện pháp bảo vệ vũ khí hiệu quả hơn nếu không muốn chúng sẽ lần lượt bị phá hủy. Ví dụ, Ukraine sẽ cần phải tăng số lượng hệ thống phát hiện UAV chính xác của Nga, hệ thống tác chiến điện tử gây nhiễu gia tăng biện pháp bảo vệ vũ khí quan trọng, bao gồm hệ thống phòng không tầm gần. Khi một đoàn xe vũ khí di chuyển, chúng cần tránh đi quá gần nhau vì một đoàn tấn công có thể gây thiệt hại lớn. Các chuyên gia Ukraine kêu gọi Kiev triển khai thêm biện pháp ngụy trang, vũ khí giả để đánh lửa UAV chính sát của Nga. Thưa quý vị, bom lượn đã trở thành vũ khí chủ chốt của không quân Nga nhằm tạo lợi thế trên không và giành thêm đất trên thực địa khi vũ khí có khả năng gây ra những vụ nổ lớn cơ bán kính rộng có thể phá hủy các doanh trại hoặc sở chỉ huy ở biên giới Ukraine hoặc ngăn chặn lực lượng tấn công của đối phương. Giới chức Ukraine cho biết thứ vũ khí đa dạng này của Nga vẫn là nỗi đau đầu đối với quân đội Ukraine bởi vì hiện Ukraine vẫn chưa có phương án chống đỡ thực sự hữu hiệu trước thứ vũ khí có sức hủy diệt đáng sợ này. Giới chuyên gia phương Tây ghi nhận không quân Nga đã cải thiện đáng kể hiệu quả của mình trong cuộc xung đột vũ trang ở Ukraine bằng việc tăng cường sử dụng bom lượn hay còn gọi là Glide Bomb được trang bị trên các tiêm kích ném bom và tấn công tiên tiến như Su-34 và Su-35S, từ đó đóng góp vào các thành công gần đây của Nga trên chiến trường số lượng lớn bom của Nga từ thời Xô Viết mang khối thuốc nổ tới nửa tấn đã được gắn thêm cánh và hệ thống dẫn đường để có thể bay cự ly xa với độ chính xác nhất định. Điều chỉnh này cho phép máy bay phản lực Nga ném bom ở cự ly xa hơn để tránh hệ thống phòng không Ukraine. Giới chức Ukraine cho rằng kết cấu sắt nặng nề của quả bom lượn khiến nó gần như không thể bị bắn rơi bởi vì hệ thống phòng không được thiết kế chủ yếu để phát hiện tên lửa đang bay theo một quỹ đạo rõ ràng không như bom lượn. Tôi xin đưa ra một ví dụ điển hình về một loại bom lượn đã gây ám ảnh kinh hoàng cho binh sĩ Ukraine. Đây là bom FAB-1500, một loại bom thông thường từ thời Liên Xô hiện được Nga hoán cải thành bom lượn nhờ bộ công cụ gồm cánh lượn có thể gấp gọn. Hệ thống dẫn đường định vị vệ tinh kết hợp chỉ thị laser có tên gọi là UMPK Bom lượn FAB 1500 được các máy bay chiến đấu phóng từ khoảng cách khoảng 60 đến 70 km nằm ngoài tầm bắn của hầu hết lực lượng phòng không Ukraine. Không quá khó để hình dung sức hủy diệt của một quả bom nặng 1,5 tấn, đặc biệt khi quả bom này có khả năng tấn công chính xác cao nhờ hệ thống cánh lượn được gắn ngoài. Một binh sĩ thuộc lữ đoàn cơ động hàng không số 46 của Ukraine ở Krasnohorivka nói rằng Nga sử dụng bom FAB-1500 về mức độ thiệt hại do nó gây ra là cực kỳ nghiêm trọng. Nó gây áp lực rất lớn lên tinh thần của binh lính. Không phải binh lính nào của Ukraine cũng có thể chịu đựng được. Mặc dù hiện tại họ ít nhiều đã quen với bom FAB-500, nhưng FAB-1500 thì thực sự khủng khiếp. Cùng với UAV, tên lửa và trọng pháo, các quả bom lượn này đã bổ sung hỏa lực hủy diệt cho chiến dịch quân sự của Nga tại miền đông Ukraine, đặc biệt là tại thị trấn Avdiivka mà Nga mới giành được. Trong một đăng tải trên mạng xã hội Telegram giữa lúc diễn ra trận chiến Avdiivka, quân nhân Maxim Zorin thuộc dự đoàn tấn công độc lập số 3 của Ukraine đã mô tả rằng có từ 60 đến 80 quả bom lượn của phía Nga lao thẳng xuống khu vực anh ta mỗi ngày những quả bom này phá hủy hoàn toàn mọi vị trí. Tất cả nhà cửa cấu trúc xây dựng đều biến thành hố sau khi một quả bom lượn như thế rơi xuống. Còn theo Dmitry Lykovy, phát ngôn viên lực lượng quân sự Ukraine ở miền Đông thừa nhận, các quả bom này có sức hủy diệt rất lớn. Chúng phá hủy tất thảy, phá hủy các công trình, các cơ sở hạ tầng có thể dùng làm công sự phòng ngự. Nga lần đầu triển khai bom lượn vào năm ngoái 2023 Giải pháp đó giúp Nga vượt qua thách thức từ phòng không Ukraine muốn vô hiệu hóa ưu thế trên không của Nga trong những ngày đầu của cuộc xung đột quân sự Ukraine. Dẫu Ukraine vẫn sở hữu hệ thống phòng không và một số máy bay chiến đấu thì Nga vẫn xoay sở được để tấn công Ukraine từ khoảng cách xa hơn bằng các quả bom lượn. Dựa trên số liệu từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine Konrad Musika, giám đốc của hãng tư vấn quốc phòng Rochan có trụ sở ở Ba Lan, nhận xét rằng từ giữa tháng 12 năm 2023, số lượng các cuộc không kích của Nga nhằm vào vị trí quân Ukraine đã gia tăng đáng kể và đa số các cuộc tấn công này sử dụng bom lượn. Kể từ tháng 1 năm 2024, các cuộc không kích của Nga trên khắp chiến tuyến thường xuyên vượt mức là 100 vụ một ngày. Riêng 4 ngày trước khi Atifka thất thủ, con số này lên tới là gần 160 vụ. Với Ukraine, vũ khí hiệu quả nhất giúp nước này đối phó được với bom lượn là máy bay tiêm kích f 16 do Mỹ sản xuất và đang trong quá trình chuyển giao. Nhà phân tích Billy Scov cho rằng tiêm kích F-16 với các chỉnh sửa mới nhất đối với tên lửa không đối không AIM-120 có thể làm tăng rủi ro cho máy bay phản lực của Nga khi các máy bay này thả bom lượn hoặc bay trở về căn cứ. Lực lượng Ukraine cũng có sử dụng bom lượn bao gồm hệ thống bom tấn công trực diện phối hợp JDAM với độ chính xác cao hơn cả của Nga. Tuy nhiên, Ukraine hiện đang rất thiếu loại bom này. Gần đây, phòng không Ukraine tuyên bố gặt hái một số thành công khi Nga đẩy mạnh sử dụng không quân. Lực lượng này tuyên bố đã bắn hạ khoảng 15 máy bay quân sự Nga, bao gồm 10 chiếc tiêm cường kích Su-34, hai chiếc tiêm kích đa năng hạng nặng Su-35 và một chiếc máy bay radar A-50 đều trong tháng 2 vừa qua. Tuy nhiên, còn một vấn đề là chưa thể kiểm chứng độc lập các tuyên bố như vậy. Một số nhà phân tích tỏ ra hoài nghi về số liệu của Ukraine. Justin Bronk, một chuyên gia về không chiến, nghiên cứu viên cao cấp tại Viện Liên Quân, chủng hoàng gia ở London, Anh nhận xét, tuyên bố quá đà luôn là vấn đề trong câu chuyện tấn công tầm xa. Bronk đồng ý với quan điểm rằng Ukraine có thể đã bắn rơi một số máy bay nhận định của Nga, nhưng cũng có thể một số máy bay khác của nga đã thả bom sớm khi chưa đi vào tầm hoạt động của radar ukraine nhằm tránh hỏa lực đối phương. theo bron, điều này gây ra hiệu ứng máy bay biến mất khỏi màn hình và làm ukraine lầm tưởng là đã bắn hạ được máy bay đối phương. viện nghiên cứu chiến tranh isvk tổ chức tư vấn có trụ sở tại washington mỹ nhận định các lực lượng nga dường như đã chấp nhận tỷ lệ tổn thất ngày càng nhiều phương tiện trên không trong những tuần gần đây để tiến hành các cuộc tấn công bằng bom lượn nhằm hỗ trợ chiến dịch tấn công ở miền đông ukraine cơ quan này cho rằng có thể bộ chỉ huy nga đã cân nhắc kỹ lợi hại xác định ích lợi từ sử dụng bom lượn lớn hơn nhiều so với rủi ro từ việc đưa máy bay tiến gần mục tiêu giới phân tích cho rằng mục tiêu cuối cùng của nga là khiến ukraine kiệt quệ tiềm lực quốc phòng Chiến thuật của Nga được triển khai vào thời điểm viện trợ phương Tây cho Kyiv đang dần trở nên nhỏ giọt. Điều này có thể dẫn tới kịch bản Ukraine sẽ không còn khả năng phòng thủ. Nếu như ở giai đoạn trước Nga tấn công các vị trí của Ukraine bằng pháo binh dày đặc, thì giờ đây lực lượng của Moscow đang sử dụng những quả bom hạng nặng với số lượng lớn trong kho để săn phẳng các tuyến phòng thủ của lực lượng Ukraine trong khi Ukraine vẫn ra sức kêu gọi các đồng minh phương Tây đáp trả các cuộc tấn công của Nga bằng cách đẩy nhanh việc cung cấp thiết bị phòng không, máy bay không người lái và tên lửa tầm xa, thì gói viện trợ quân sự quan trọng của Mỹ dành cho Kiev vẫn tiếp tục bị đình trệ. Nga đang vận hành các nhà máy sản xuất đạn pháo 24 trên 7 theo ca luân phiên 12 giờ. Khoảng 3,5 triệu lao động Nga đang làm việc trong lĩnh vực quốc phòng, tăng đáng kể so với khoảng 2-2,5 triệu lao động trước xung đột. Theo ước tính, Nga sản xuất số lượng đạn pháo gấp gần 3 lần so với Mỹ và châu Âu cung cấp cho Ukraine. Cụ thể, Nga đang sản xuất khoảng 250.000 quả đạn pháo mỗi tháng, tương đương khoảng 3 triệu quả đạn mỗi năm, trong khi Mỹ và châu Âu chỉ có thể sản xuất khoảng 1,2 triệu quả đạn mỗi năm để gửi cho Ukraine. Theo Viện Nghiên cứu Chiến tranh, Ukraine vẫn đang học cách thích nghi với các cuộc tấn công bằng bom lượn, máy bay không người lái và tên lửa ngày càng gia tăng của Moscow. Nhưng rõ ràng, Kiev cần phải sớm nhận được viện trợ, bởi nếu không thì họ sẽ khó lòng trụ vững trước các cuộc tấn công của Nga. Mỹ và Kenya thúc đẩy triển khai lực lượng hỗ trợ an ninh đa quốc gia ở Haiti. Ngoại trưởng Mỹ Anthony Blinken và Tổng thống Kenya William Ruto đã điện đàm về việc đẩy nhanh triển khai sứ mệnh hỗ trợ an ninh đa quốc gia ở Haiti. Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 13 tháng 3 cho biết Ngoại trưởng nước này và Tổng thống Kenya đã thảo luận về các bước cần thiết để tạo ra thuận lợi cho việc triển khai ngay lập tức lực lượng nêu trên nhằm giúp Haiti sớm lập lại trật tự an ninh phù hợp với kỳ vọng của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổng thống kenya khẳng định nước này sẵn sàng dẫn đầu sứ mệnh hỗ trợ an ninh tại haiti ngay khi một hội đồng chuyển tiếp được thành lập tại quốc gia caribe này trong khi đó ngoại trưởng mỹ tin tưởng rằng sứ mệnh sẽ thành công nhờ sự hỗ trợ kinh tế và hậu cần của một số quốc gia dẫu có nhiều khó khăn trước mắt theo phóng viên thông tấn xã Việt Nam tại Mỹ Latin cùng ngày, Venezuela bày tỏ quan ngại về làn sóng bạo lực ở Haiti và tái khẳng định sẵn lòng đóng góp và giải pháp cho các cuộc khủng hoảng tại quốc gia Caribe này theo các nguyên tắc của tình láng giềng tốt đẹp và đoàn kết quốc tế. Chính phủ Venezuela ủng hộ một cuộc đối thoại toàn diện giữa các lực lượng chính trị và xã hội của Haiti nhằm tìm ra giải pháp hướng tới một kế hoạch có tính chất chính trị nhằm thành lập chính phủ, tái thể chế hóa quyền lực công, tái hội nhập kinh tế quốc tế và hình thành các lực lượng an ninh hiệu quả và quân đội riêng. Liên quan tới cuộc khủng hoảng ở Haiti, thống đốc bang Florida Ron DeSantis là điều động hơn 250 binh sĩ đến Florida Keys để ngăn chặn làn sóng người nhập cư trái phép từ Haiti. Trong khi đó, lực lượng phòng vệ hoàng gia Bahamas cho biết vừa chặn một nhóm gồm 107 người di cư Haiti, đưa một số người bị tạm giam giữ do nhập cảnh bất hợp pháp từ quốc gia nghèo nhất Mỹ Latin này trong vài ngày qua lên 370 người. Theo chỉ huy của Raymond King, Bahamas đang lên kế hoạch vận chuyển người di cư về lại Haiti và siết chặt lệnh phong tỏa hàng hải với quốc gia láng giềng này để ngăn dòng người nhập cư ồ ạt. Đến thời điểm hiện tại, Cộng hòa Dominica đã xác nhận tạo điều kiện thuận lợi cho ít nhất là chính quốc gia và các tổ chức như Ngân hàng Thế giới và Liên minh châu Âu sơ tán các nhà ngoại giao và thành viên phái đoàn tại Haiti thông qua hành lang nhân đạo bộ trưởng ngoại giao cộng hòa dominica roberto alvarez từ chối cung cấp thông tin chi tiết vì lý do an ninh đồng thời cho biết nước này đã thiết lập quy trình sơ tán cho cả công dân và nhân viên các tổ chức quốc tế